Quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay Phu Tha đang có mặt tại ở địa chỉ là F9A-1, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, quý vị ơi. Thì vừa qua có một bạn xem ở trên kênh Vina TV, quý vị. Bạn ấy có bình luận giới thiệu chỉ cho Phu Tha ở nơi đây có quán bún bò cầu suối nè, rất là ngon luôn. Nên hôm nay Phu Tha tìm qua đây để cùng chia sẻ, giới thiệu đến với toàn thể quý vị. Để quý vị nào mà có tiền đường đi đến đây thì có thể ghé và dùng thử nha. Phu Tha đang nhìn thấy là khách hiện tại là bây giờ rất là đông, quý vị. À, ở đây có hai địa chỉ nè, quý vị xem cái địa chỉ mới này nè. Cái địa chỉ hồi nãy là Phu Tha đọc là ở trên đây nha quý vị, còn cái địa chỉ mới là bên đây nè. Đây là 1852. Ở trên Vĩnh Lộc đây quý vị, cái địa chỉ, cái số nhà khó tìm lắm, nên quý vị đi thì để ý nha. Đây, một bên là chúng ta thấy là tủ để thịt, để chả, còn một bên là để rau. Đi vào đây quý vị ạ. Dạ, em chào anh. Anh hình như ở đây mình bán lâu lắm rồi phải không anh? 7 năm rồi. À, 7 năm rồi. Dạ. Bún bò cầu suối, tựa bún bò cầu suối. Dạ. Tựa của nó đó, thấy không? À dạ, bún bò cầu suối. Dạ. Thưa, như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh? Bán chung là 7 giờ tới 9 giờ rưỡi, 10 giờ là nghỉ. À, bán tới 3-4 tiếng buổi sáng vậy thôi. Rồi hết. Hết nó buổi sáng hết rồi, chiều bán 1 giờ rưỡi, bán tới 5 giờ nghỉ. À, mình bán hai cừ. Cử buổi sáng hay là cử buổi chiều? Vừa nói vừa quay luôn rồi. Dạ, anh vừa nói vừa quay á. Anh cho hỏi anh tên gì ha? Anh tên Kiên. Anh Kiên là quán của mình đây luôn hả anh Kiên? Dạ, dạ. Chắc là vừa đang đứng bán hả anh? Dạ. Dạ. Có gì cho em vào đây em xem chút xíu nha. Em rồi, rồi. Dạ, cảm ơn anh. Đây vì khách quá trời đông luôn nè. À, chủ nhật là đông hơn nữa. Đây, mình đi qua đây mình xem. Đây nồi bún bò này quý vị. Nồi nước leo này. Ở trong hình như chúng ta thấy có mỡ nồi ạ. Chào cô nha. Đây trung bình là mình bán phần bao nhiêu vậy chị? Ở đây trung bình mình bán một phần bao nhiêu vậy chị? Dạ, 30, 40, 50. Đây mình có phải người miền Trung không chị? À dạ, người Nam. Móng chả, giò chả 123. Xương như vậy là bao nhiêu chị? 30 à. Dạ, được rồi. Còn một cái thô bao. Thơm.
là sụn. Phải là 30 thì 35. Dạ 35. Ở đây thì chị không bỏ ra nhiều nữa quý vị, chị chỉ bỏ từng ít như vậy thôi, bán hết thì mới bỏ ra thêm. Trên đây thì quý vị thấy là giò tái, bên đây là nạm và lại là chà. Số tái nạm ở đâu? Một nạm một giò, hai một cúng vừa thôi bài. Một nạm một viên với một cái nạm. Bò viên với lại tải nạm. Xa xa một chút xíu nha, lên Bến Lộc A, huyện Bình Chánh nha quý vị. Phô La gọi một tô giò gưng. Tô Phô La như vậy là có giá là 30.000 quý vị. Cái tô bự chảng luôn à. Nhìn cái màu nước cũng hấp dẫn lắm quý vị. Hình như là chỉ có bỏ tái vô Phô La nữa. Đây cái giò đây 30.000 thấy rẻ quý vị ha. Nguyên một giò bị chạm luôn. Ở đây bún thì xài to, tái đã phải gì, những nó xuống cho nó chín. Bên đây là có dĩa rau. Ở đây thì khách cực kỳ đông nha, khách đông nhưng mà chị bán cũng nhanh đó, thế chị làm lẹ lắm. Rồi, bởi vì dùng buổi sáng nha. Bây giờ là khoảng gần 8 giờ rồi quý vị ha. Đây thì bán từ 7 giờ tới 9 giờ, 10 giờ buổi sáng. Còn buổi chiều thì bán cứ khác, ngày bán 2 cừ. Xem nước xem sao. U chà, ngon quý vị ạ. Nó thanh thanh đó.
có virus thôi mà thanh lắm. Ừ, ăn được, ngon. Ở trên đây cái địa chỉ nó khó tìm lắm quý vị. Nếu quý vị đi ngay góc quốc lộ 1A với là đường Nguyễn Thị Tú thì quý vị chạy hết đường Nguyễn Thị Tú luôn, sau đó đến cầu suối, đi ngang qua cầu ngã tư cầu Rạch Suối với lại cầu suối, nhìn bên phía tay trái sẽ có bún bò cầu suối. Ở đây vừa thấy quán này cũng nổi tiếng nên nếu mà quý vị tìm không ra thì quý vị hỏi nha, hỏi bún bò cầu suối ở đâu. Đây thì bắp chuối rồi rau bún bào, salad, rau thơm, với lại có giá nữa. Ở trên bàn có ớt, có chanh. Quý vị muốn ăn thì bỏ thêm nữa. Ăn em. Dạ dạ, cảm ơn anh. Đây, anh chủ quán nhiệt tình đó quý vị. Tại vì khách đông, không có không gian nhiều để người ta bỏ cái chân quay á, để người ta cầm quay ăn một chút xíu nha quý vị. Mời vị. Nhìn cái gừng ngon quá vậy. Đó. Đó. Cái này phải cầm hai tay mới khới mới ăn được quý vị. Cầm vậy dễ bị rớt quá. Với lại làm thêm một chén nước chấm đó. Đó. Nhìn chung ở đây chúng ta thấy giá cũng bình dân quý vị ạ. Tại vì cũng xa trung tâm á nên giá như vậy thì cũng được, cái hương vị ăn thì ngon, khách đông. Rồi chào bây dừng ở đây nha quý vị, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe đúng không, kênh Vina TV. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.